Một nửa hưng phấn cuộc đời của tôi là dành cho việc ăn uống, còn một nửa còn lại chắc là dành cho cái việc làm thế nào để có thể được ăn. Mà tôi có cái lộc ăn uống cực kỳ luôn. Trước giờ tôi cứ ba hoa chích chòe với ông chủ quán nào là y như rằng sẽ nợ được tiền của quán đấy. Và ngày hôm nay quán bạn có mở đêm không? Quán mình thì không. Thấy cái cửa như thế này mà đóng cửa mở đêm thì nó hay quá chứ nhỉ? Mà liên quan đến chính quyền nên là mình cũng không được mở đêm. Bạn là bắt đầu mở quán ăn về lẩu gà lá é này từ năm bao nhiêu? Mình mở từ đầu năm 2019. Đến bây giờ thì là được 4 cơ sở rồi. Nhưng mà tại sao bạn lại chọn cái nghề bếp này với cả lại chọn cái món lẩu gà lá é này để kinh doanh? Bởi mà không phải các món lẩu khác chứ. Bạn có tình yêu với cái miền Trung à hay đất Đà Lạt? Bởi vì là mình có duyên ở Đà Lạt hơn 1 tháng rồi. Hơn 1 tháng Đà Lạt. Ngày nào cũng ăn hai bữa lẩu gà lá é. Thế là yêu luôn. Là yêu luôn và mình quyết định đưa ra Hà Nội lúc đấy. Nếu mà có yêu được cô gái nào Đà Lạt thì đưa về Hà Nội đấy. Chờ người duyên. Ok, cảm ơn ông chủ nhá. Tôi thích ăn lẩu gà lá é cực. Ngày trước hồi sống ở trong Sài Gòn, cứ lúc lần nào có dịp đi lên Đà Lạt là kiểu gì tôi cũng sẽ phải ăn lẩu gà lá é. Kỳ thực thì đây không phải là một món khó làm, nhưng tuy nhiên để nấu ra được cái vị của Đà Lạt thì không phải là ai cũng có thể nấu được. Tôi quan sát lúc bếp làm nhá, gà được nấu lên như kiểu là nấu canh ấy. Sau khi gà đã chín rồi thì bếp bắt đầu cho thêm nước dùng vào và nấu tiếp. Tiếp theo là cho thêm măng, tiếp theo là cho thêm nấm và cuối cùng đã có một cái nồi lẩu ngon như thế này đây. Lấy thêm một đĩa trứng non cộng kê gà ăn cùng cho nó sảng khoái. À, cái trứng non ở đây đã được trần qua trước nhá. Cho nên là khi mà cho vào nồi lẩu thì sẽ chín kiểu lòng đào rất là nhanh. Ăn cắn một miếng là bên trong lòng đào ứa ra luôn. Với cái thời tiết mát mẻ như thế này, tôi nghĩ rằng lẩu gà lá é rất hợp lý là một sự lựa chọn cho anh em tụ tập. Mà cái lẩu này ăn với bún hợp cực kỳ luôn. Nước dùng vị ngọt thanh, ăn còn feeling được luôn cả cái vị cay cay của ớt hiểm cơ. Cái mùi của lá é rất là thơm. Nó thơm thơm như kiểu là cái mùi lá sông trị cảm cúm ấy. Ghem ghem tất cả lại, trộn thêm một ít ớt hiểm và ăn hết thôi. Nhưng mà các bạn lưu ý nhá, lưu ý khi ăn kê gà nhá, bởi vì kê gà ở trong lẩu rất nóng, các bạn chỉ cần cắn một phát thật nhẹ thôi, nếu mà các bạn cắn mạnh là kê bắn ra hẳn vào trong mồm, bỏng mồm đấy. Với cả là cái nồi lẩu này nhiều dã man, 4 người ăn hoài no chẳng hết. Cái quán này cũng sở hữu quả view cũng rất là chất lượng nhá, đối diện là hồ Hoàng Cầu, mà tầm mắt ở bên trên thì lại là tàu điện. Dẫn bạn gái dẫn người yêu lên đây mà ngồi ăn với nhau ở ban công thì úi giời. Và hôm nay thì cũng là ngày sinh nhật của tôi đấy các bạn ơi. Các bạn chúc mừng sinh nhật tôi đi.